46 ngày săn bằng đám cưới là bộ phim truyền hình mới của GMM Góp mặt trong dự án hai tình cảm này là một trong những ngôi sao đình đám nhất của làng giải trí Thái Lan, Bai Phờn, Bin Chân Nóc và Non Chân Nần. Vừa mới lên sóng, bộ phim đã mang đến cho khán giả hàng loạt những câu chuyện dở khóc dở cười, té ngựa bởi hàng loạt chiêu trò của Jing Jing do bài phần bị nóc thủ vai. Phải nói rằng trong bộ phim này, khán giả sẽ được thưởng thức hàng ngàn minh có 102 của nữ chính. Một bộ phim Thái Lan đầm chất giải trí trong mùa hè này mà bạn đang tìm kiếm từ lâu. Mở đầu của phim, cô nàng Jin Jin là một nét idol hết thời chuyển qua liver Trim, review đồ ăn rào. Jin có cô bản thân tên là Noina, người yêu bác sĩ con do nỗi chăn nần thủ vai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên và muốn lấy bác sĩ làm chồng, rất nở thế nào, bạn gái của bác sĩ con lại chính là người mà Dinh ghét nhất. 46 ngày nữa lễ thành hôn của con và visa sẽ diễn ra. Noina vì quá yêu bác sĩ nên đã năn nỉ Dinh giúp cô tìm cách đập chầu cướp bông. Nếu thành công, Noina sẽ xóa khoản nợ mà Jin đã vay cô từ khi còn nhỏ. Một xét kèo đôi bên cùng có lời, Jin vừa có thể trả nợ, vừa làm bỏ ghét đứa mình khóc ưa. Nữ hoàng hết thời Jin Jin nhận lời ngay và bắt đầu nghỉ 101 kế để săn bằng đám cưới của bác sĩ con trong vòng 46 ngày tới. Đầu tiên, Jin Jin nghĩ cách tiếp cận bác sĩ điển trai bằng cách đóng giả một mọt sách đến sinh phòng vấn com để lấy nghiên cứu bằng thạc sĩ. Cô nàng hóa trang thành một cô gái có mái tóc khá gì biệt, đeo cặp kính dây cột để tránh làm bác sĩ com phát hiện ra. Máy thay mọi chuyện dần ra theo đúng kế hoạch, cô nàng đã có một buổi nói chuyện để điều tra về trai đẹp vừa giỏi vừa giàu này. Sau đó để giúp bản thân có thể đối diện trực tiếp với bác sĩ đẹp trai, Dinh không ngại ngần hóa trang xấu xí, da nua với mái tóc xù như tổ chim. Mặt đầy vệt nhăn nhéo đóng giả bà nội của Noina, bà nội Jin thậm chí còn chơi lớn khi tông xe vào xe của bác sĩ vì xem đây là cơ hội để hai người nói chuyện với nhau, Kết quả khá đáng khi bà nội phát ke bị chảy cả máu mũi vì chiếc trò này. Chưa dừng lại ở đó, khán giả tá họa với màn hóa trang hết sức công phu, mặt mũi lem nhem, đầu đồi lá tựa tác gian thời hiện đại, núp lùng sau bụi cây để theo dõi bác sĩ com và bạn gái. Dinh còn tự tin khẳng định hai người họ không hề giống người yêu, chắc chắn không thể bền lâu được. Hành trình sánh bằng đám cưới cất bản thân của Jin Jin vẫn còn rất dài. Đừng quên theo chân cô nàng bái phần bí chân để xem cô nàng sẽ còn bay ra những chiếu trò nào để chia rẽ bác sĩ com và cô bạn gái Thảo Mai kia nhé. Các bạn hãy ấn đăng ký và theo dõi kênh tin mới 24 giờ để theo dõi những nội dung hấp dẫn có trong bộ phim này nhé. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo